Xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, sau hơn 5 tháng kể từ ngày chiến sự giữa Nga và Ukraina bắt đầu nổ ra, căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa bao giờ ngừng leo thang. Vũ khí vẫn liên tục đổ về Ukraina và không thể phủ nhận, nguồn viện trợ tích cực từ Mỹ và các nước phương Tây đã giúp Ukraina đối trọng một cách quyết liệt với Nga, như những gì cả thế giới đã thấy trong những suốt thời gian vừa qua. Về phía Nga, trước những nguy cơ tiềm ẩn, quân đội Nga được cho là đang tìm cách củng cố vị thế của mình trong cuộc chiến bằng việc mua máy bay không người lái từ Iran. Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine Theo một bài viết trên báo Lao động, quân đội Ukraine gần đây hết lời ca ngợi các hệ thống pháo phản lực tầm xa HIMARS của Mỹ. Trong tuyên bố mới nhất ngày 25 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rednikov ca ngợi pháo phản lực tầm xa HIMARS. Ông Rednikov nhấn mạnh, loại vũ khí này đang tạo ra những tác động ngày càng lớn tới quân đội Nga. Theo ông Rednikov, quân đội Ukraine đã phá hủy ít nhất 50 kho đạn Nga nhờ hệ thống HIMARS. Ông Ratnikov nói, điều này cắt đứt chuỗi hậu cần của Nga và khiến họ mất đi thế chủ động cũng như khả năng tấn công dồn dập như trước. Hôm 27 tháng 7, quân đội Ukraine thông báo giáng đòn tập kích chính xác bằng hệ thống HIMARS nhằm vào cây cầu chiến lược Antonovsky ở tỉnh Kherson. Đòn tấn công đã khiến cây cầu bị hư hại nặng và phải mất nhiều thời gian để sửa chữa. Theo tuyên bố mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ, nước này dự kiến cung cấp thêm đạn dược cho hệ thống tên lửa cơ động cao M142 HIMARS ở Ukraine như một phần của gói hỗ trợ an ninh mới trị giá hơn 550 triệu đô. HIMARS là một hệ thống pháo phản lực hạng nặng được phát triển dựa trên khung gầm của xe tải M1140 từ những năm 1990 dành cho lục quân Mỹ. Chiếc M142 tới đây được cải tiến hiện đại và dễ vận chuyển hơn so với pháo M270 được phát triển vào những năm 1970. Cụ thể, mỗi thiết bị HIMARS sẽ có chiều dài 7m, chiều rộng 2,4m, chiều cao 3m, đồng thời được trang bị 6 tên lửa tích hợp cùng công nghệ định vị GPS cỡ nòng 227mm và tầm bắn vào khoảng 84km. Theo công bố, HIMARS chỉ cần một số ít người vận hành và duy trì hệ thống. Trong thời gian hoạt động, người điều khiển hoàn toàn có thể rời đi và thay thế tên lửa đã sử dụng bằng một tên lửa mới. Bộ Quốc phòng Mỹ DOD cho biết sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những công nghệ tiên tiến nhất để quân đội họ có thể sử dụng hiệu quả trên chiến trường. Tuy nhiên, theo bài viết trên báo An ninh Thủ đô, với tiêu đề Nga mua máy bay không người lái của Iran để áp chế tên lửa HIMARS Ukraine, Dẫn lại tin tức từ Breaking Defense, trong thời gian tới, tên lửa HIMARS được Mỹ chuyển cho Ukraine có thể sẽ gặp phải khắc tinh là máy bay không người lái Iran nếu Tehran đồng ý bán chúng cho Moscow. Nếu máy bay không người lái Iran xuất hiện trên chiến trường Ukraine, chúng sẽ bổ sung vào kho vũ khí chính xác của Nga, giúp Moscow tiết kiệm đáng kể tên lửa hành trình cũng như đạn đạo. Đặc biệt, phương tiện tác chiến này còn nhận kỳ vọng sẽ cho phép tiêu diệt nhanh chóng lực lượng pháo binh Ukraine, đặc biệt là hệ thống tên lửa phóng loạt M142 HIMARS do Washington cung cấp cho Kiev. Điều này có vẻ gây ngạc nhiên đối với một số người, do ngành công nghiệp quốc phòng Iran đang phát triển rất tốt và các sản phẩm của họ, đặc biệt là UAV, tỏ ra rất đáng tin cậy. Ấn phần Breaking Defense viết, Cộng hòa Hồi giáo Iran bắt tay đầu tư phát triển máy bay không người lái sớm hơn nhiều nước NATO và những năm 1980 kể từ đó tehran trở thành nhà lãnh đạo khu vực trong lĩnh vực này cung cấp hàng chục loại máy bay không người lái trên khắp trung đông ông jake sullivan cố vấn an ninh quốc gia mỹ mới đây cho biết tehran đang chuẩn bị nhanh chóng chuyển giao cho nga vài trăm máy bay không người lái bao gồm cả những uav tấn công tuy vậy nhà trắng nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy những chiếc máy bay không người lái này được mua và giao hàng tehran cũng chưa lên tiếng khẳng định hợp đồng cung cấp uav cho nga để chống lại ukraine theo tình báo Mỹ, đại diện quân đội Nga đã hai lần đến thăm căn cứ không quân Kazan của Iran vào tháng 6 và tháng 7, nơi các máy bay không người lái đang được thử nghiệm và kiểm tra. Trong đó đáng chú ý nhất là loại Sahed-129 và Sahed-191. Chiếc đầu tiên có hình dạng kích thước nhiệm vụ tương đương như mở quy mô Predator của Mỹ, loại thứ hai giống như hai giọt nước so với máy bay không người lái trinh sát tàng hình Sentinel do Lockheed Martin chế tạo vào năm 2011, CIA mất liên lạc với một máy bay không người lái như vậy ở Afghanistan, và sau một thời gian ngắn, nó đã xuất hiện trên truyền hình Iran. Theo một phiên bản truyền thông, hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã giúp kiểm soát chiếc UAV này. Cả hai phương tiện đều có thể mang bom dẫn đường chính xác Sadist. do vậy Ukraine lo ngại quân đội Nga có thể sử dụng chúng để tấn công các bệ phóng tên lửa cơ động M142 HIMARS cả hai bên tham chiến đã cảm nhận được rõ rệt sự khác biệt giữa pháo binh hoạt động theo cách cũ và hỏa lực được điều chỉnh với sự trợ giúp của UAV. Do vậy chắc chắn nếu hàng trăm máy bay không người lái Iran tới Ukraina có thể tạo ra bước ngoặt. Ngoài các máy bay không người lái Iran đã triển khai sản xuất loại đạn tuần kích Tofan và Ras-85 có khả năng bay lượn trên chiến trường, chọn thời điểm thích hợp để tấn công. Nga cũng có thể sử dụng máy bay không người lái cảm tử qua xếp 1 2K và samad 23. Với cơ bản, đây là những tên lửa hành trình dẫn động bằng cánh quạt nhỏ. Đầu đạn chúng nhỏ hơn tên lửa Calib, nhưng vào năm 2019, một cuộc tấn công bằng loại UAV này nhằm vào các nhà máy lọc dầu Aramco đã khiến một nửa lượng dầu ở Saudi Arabia biến mất, trong khi các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ hoàn toàn bất lực. Tehran cũng tuyên bố có máy bay không người lái để tìm kiếm radar phòng không và các thiết bị quân sự hữu ích trong chiến tranh. Tuy nhiên chưa rõ Nga có quan tâm tới phương tiện tác chiến đặc biệt này không. Vũ khí mới từ Iran có thể coi là mối đe dọa đáng lo ngại cho quân đội của Tổng thống Zelensky, khi các máy bay không người lái của Iran được dự đoán sẽ đem đến nhiều mối lo cho hệ thống phòng không của Ukraine. Và cục diện cuộc chiến cũng có thể bước sang một giai đoạn mới với những chiến lược mới với sự tham gia của loại UAV này. Chưa bàn đến loại vũ khí mới Nga có thể mua lại từ Iran, ít người biết rằng Nga cũng có các hệ thống vũ khí tương đương HIMARS, sử dụng đạn rocket dẫn đường bằng vệ tinh. Đó là loại vũ khí nào và sức công phá của nó ra sao? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Nga có vũ khí tương đương HIMARS. Tạp chí điện tử người đưa tin dẫn lại thông tin trên trang Eurasian Times trong bài viết Nga có vũ khí tương tự HIMARS, cho biết phá phản lực của Nga giống hệ thống HIMARS nhất hiện nay, đó là mẫu Tornado S Tính đến thời điểm năm 2021, Nga sở hữu 120 hệ thống pháo phản lực Tornado, bao gồm Tornado S. Tornado S là phiên bản pháo phản lực nâng cấp của mẫu BM-30 Smirk, với xe phóng giảm một nửa trọng lượng, chỉ còn 24 tấn, tốc độ di chuyển tối đa 90 km h Mỗi hệ thống Tornado S có 12 ống phóng rocket cỡ 300mm. Điểm giống nhau của Tornado S và hệ thống HIMARS là đều sử dụng đạn rocket dẫn đường, Hệ thống Tornado S sử dụng đạn 9M542, dẫn đường bằng vệ tinh GLONASS, tầm bắn tối đa 120 km. Theo đánh giá của Eurasian Times, hệ thống Tornado S vượt trội hơn HIMARS về tầm bắn, sức công phá do sử dụng ống phóng lớn hơn và mang theo số cơ đạn rocket nhiều hơn. Trang mạng Nga Stanktron cho biết, rocket phóng từ hệ thống Tornado S có khả năng đánh trúng mục tiêu di chuyển, ví dụ như đoàn xe quân sự hoặc đoàn tàu chở hàng. Hệ thống HIMARS cũng có khả năng này, nhưng cần phối hợp với các hệ thống radar và vệ tinh của Mỹ. Đây là lý do quân đội Ukraine đến nay chỉ sử dụng rocket HIMARS để tấn công các mục tiêu cố định như kho đạn, kho nhiên liệu của Nga. Tuy nhiên, hệ thống HIMARS có ưu điểm hơn Tornado S ở khả năng nạp đạn. Điều này thể hiện đặc tính chiến đấu khác biệt của vũ khí Mỹ so với vũ khí Nga, truyền thông Nga cho biết. Kíp điều khiển rocket HIMARS có thể tự nạp đạn rocket ngay tại chỗ, giúp các xe phóng có thể bắn tối đa 2 lần, mỗi lần 6 đạn rocket trước khi phải quay về căn cứ để nạp đạn. Ngược lại, để nạp đạn cho hệ thống Tornado S, binh sĩ Nga cần xe vận tải và nạp đạn chuyên biệt 9T255. Kíp điều khiển cũng không thể nạp đạn cho xe phóng ngay trên chiến trường. Theo tạp chí quốc phòng IS Jones, Nga đã đưa các hệ thống Tornado S, trang bị đạn rocket dẫn đường bằng vệ tinh, tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine kể từ tháng 3 năm 2022. Sức mạnh của tên lửa HIMARS đã được khẳng định qua những cuộc giao tranh nảy lửa, phần nào làm gián đoạn chuỗi hậu cần của Nga và làm chậm nhịp tấn công của quân đội nước này. Tuy nhiên, tiềm lực quân sự của Nga cũng không hề thua kém những hệ thống vũ khí hiện đại cùng kế hoạch tăng cường sức mạnh, thu mua những loại vũ khí tối tân hơn nữa. Có thể thấy xung đột giữa Nga và Ukraine có thể đi tới những diễn biến mới khi nga mua máy bay tấn công không người lái của iran và rõ ràng là với những diễn biến này thì viễn cảnh kết thúc chiến sự hay đi đến những thỏa thuận ngừng bắn là điều khó có thể xảy ra trong tương lai gần giữa hai quốc gia này liệu với những quân bài mới mà nga có thể sở hữu ukraine và các quốc gia phương tây có những thay đổi gì về vũ khí viện trợ hay không những tin tức mới nhất sẽ được cập nhật trong các video sắp tới xin chào và hẹn gặp lại